Hello, chào tất cả mọi người, chào mọi người đến với channel Tiền Thuật Toán và mình là Đức. Hôm nay mình sẽ cùng với mọi người đi thực nghiệm vào để trải nghiệm cái nền tảng một cái sàn desk AMM trên hệ sinh thái NeoToco mọi người ha, để chúng ta cùng tiến hành ha. Nhưng mọi người có thể đọc vào hệ sinh thái Neo tại đây ha. Mọi người có thể vào hệ sinh thái Neo trong team mình để đọc là cái hệ sinh thái nó có một cái sàn Refinance nè mọi người. Đây. Refinance là một cái sàn Desk AMM lớn nhất ở trên hệ sinh thái NeoToco. Nó giống như là Bankex ở trên Binance Smart Chain, giống như Rhenium ở trên nền tảng Solana và giống như Uniswap trên nền tảng ETH. Thì mọi người biết là Uni và Bankex và Solana và Rhenium đã tăng rất là nhiều trên ba cái hệ sinh thái đó, và Near là một hệ sinh thái rất là mới. Và hiện tại có một cái sàn Desk, Đức sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thực nghiệm để mình tham gia vào nó như thế nào, và Đức sẽ cùng với số tiền là 5.000 đô sẽ trải nghiệm cùng với anh chị ha. Rồi anh chị sẽ bắt đầu cùng với Đức ha. Thứ nhất là chúng ta phải tạo cái ví Near anh chị. Chúng ta phải tạo cái ví Near. Đây, chúng ta tạo cái ví Near ha. Rồi, tạo cái ví Near thì nó rất là đơn giản. Đức đã làm cái video trước đó, mọi người có thể tham khảo tại cái kênh YouTube của team mình ha. Ok. Rồi ở đây mình sẽ tiến hành vào sàn Binance ha. Tức nhất là Đức sẽ vào sàn Binance, Đức có đô la nè. Đức sẽ tiến đến giao dịch ha. Đức sẽ chọn đây. Đức sẽ chọn là giao dịch nâng cao nè. Đức sẽ tiến hành mua Near 5.000 đô Near đúng không chị ha? 5.000 đô Near Đức sẽ chuyển về để vào đi farm. Ok. Mình sẽ tiến hành mua Near. Thì mình chọn vào đây anh chị. Mình vào đây mình chọn Near. Đức đang có 5.000 USDT. Đức sẽ chọn Near USDT, Đức mua 5.000 ha. Ok. Đức sẽ mua 5.000, rồi Đức sẽ mua giá này luôn, giá này Đức sẽ mua 5.000 nè. Đức sẽ mua giá này 5.000 luôn. Bài. Rồi cái lệnh Đức đang nằm ở đây nè, đợi khớp chưa ha? Nếu mà khớp rồi á. Ok, mới khớp được một ít nè anh chị. Đợi khớp hết đi, cái lệnh đang chờ của mình, để thôi thử nằm ở đây. Hình như là khớp hết rồi anh chị ha. Rồi ok, mình sẽ tiến hành rút Near mọi người ha. Near của mình vào ví đây chỗ này, anh chị vào ví đây rất đơn giản. Không có gì khó nha anh chị. Anh chị người mới đừng có ngại gì hết á. Mình tiến hành vào đây mình rút Near ha. Near. Rồi, tiến hành mình vào mình rút nè anh chị ha, bấm vào rút ha. Rồi, em sẽ dán cái ví Near. Như thì em qua đây em để lấy cái ví Neo của em thôi. Đây ví Neo, account Neo của em đây. Em sẽ vào Neo. Mà để lấy cái ví Neo của em. Rồi mọi người bấm vào Receive ha. Mọi người bấm vào Receive nè. Đây Receive là cái này, copy. Chuyển vào cái Neo này thôi. Ở đây mình có một Neo hơn một Neo nè. Bấm vào đây. Rồi mọi người cũng có thể dùng điện thoại ha. Điện thoại chuyển về cũng được thì tùy mọi người. Ở đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chuyển trên máy tính để mọi người quan sát cho nó dễ ha. Rồi ok. Tiến hành nè. Địa chỉ. Dán vào rồi mình sẽ rút maximum ha. Tối đa. Rồi mình tính lại Near 9 đô coi nó đúng được không ta. 548 rồi mình sẽ tính lại ha. 548 nhân cho Near với giá là 9.1. Rồi nó khoảng 5.000 đô anh chị ha. Rồi Đức sẽ tiến hành rút cho mọi người tối đa nha. Ok, tiến hành rút nha. Ok, tiến hành rút. Rồi nó yêu cầu mình đây nè, rút 548 đi tại cái ví này. Ok, mình bắt xác nhận tiếp tục ha. Rồi Đức sẽ lấy mã ở đây ha, và lấy mã ở đây nhập vào là xong. Cái này mã nó gửi về di động anh chị, và một cái mã sẽ gửi về email. Rồi Đức sẽ nhập cái mã di động nè, cái mã di động này của bản thân nó gửi về cho mình đây. 753824. Rồi chúng ta qua cái email chúng ta lấy một cái mã nữa là xong. Bảy năm tám một bảy chín rồi anh chị ha. Rồi xong rồi Đức sẽ lấy một cái mã xác thực OTP, authenticator nữa ha. Cái mã này sẽ đổi liên tục sau mỗi 30 giây. 171419 anh chị ha. Rồi Đức bấm gửi ha. Sau khi nó đợi một vài giây nó sẽ gửi Near về cho anh chị ha. Ok, cái giao dịch anh chị bấm hoàn tất ha. Rồi anh chị đợi cái bên này nó chuyển sàn Binance, họ chuyển cái Near về cái ví NeoToco cho anh chị. Và sau khi chuyển Near vào thì chúng ta sẽ cùng bắt tay vào farm như thế nào.
Ở video này mình sẽ không nói về ở đây thì mình sẽ nói luôn cho mọi người ha, farm thì nó sẽ có rủi ro ha, nó có rủi ro của nó, tại vì cái AP nó rất là cao, 200% một năm, thì nó chúng ta có một cái rủi ro đó chính là impermanent loss mọi người. Có nghĩa là chúng ta xác định bỏ vào 5.000 đô đến khi chúng ta near bây giờ nó lên 15 đô. Ví dụ em ví dụ 8 đô ha, nó về chia đôi là 4.5 đô hoặc nó lên 18 đô. Thì chúng ta rút gốc là bao nhiêu anh chị? Là chúng ta phải biết được. Thì em Đức có làm một cái file tính toán ở những cái video trước là giúp cho mọi người tính impermanent loss. Mọi người có thể vào đây xem ha. Impermanent loss đúng không? Mọi người vào đây ha. Trong thời gian chờ đợi mọi người có thể coi em Đức tới hướng dẫn mọi người tính impermanent loss rất là chi tiết, cực kỳ chi tiết luôn. Anh chị vào đây nè. Mình có live stream về cái impermanent loss đây ở cái video 258 và cái video trước đó impermanent loss mình có nói rất là chi tiết ở video 249, mọi người có thể xem tham khảo ha. Ngoài ra thì mình có gửi cái file tính toán impermanent loss trên cái channel Telegram. Tính toán rất là chi tiết. Có nghĩa là khi giá lên 10 đồng, giá xuống 10 đồng mình sẽ biết khi mình rút vốn ra mình còn bao nhiêu vốn chị ha. Rồi mình đưa cái bài toán lên Excel để mình quản trị ra cái rủi ro của mình để mình biết rõ ràng là mình sẽ thiệt hại tổn thất tạm thời bao nhiêu. Rồi chúng ta hãy tiến hành coi cái near nó về chưa ha. Rồi mình ở đây mình đợi. Mình sẽ vào quá lịch ha. Ok, rồi near đã về rồi anh chị ha. Near đã về rồi anh chị. Có cái ví near thì mình đã có cái video hướng dẫn tạo ví near như thế nào rồi. Đây video tạo hướng dẫn stake ví near thì mọi người có thể nên xem lại cái ví đó ha. Near protocol staking đúng không? Mình nhớ mình làm lâu lắm rồi. Đây staking near protocol nè ha. Mọi người có thể coi lại video 210 ha. Rồi mình sẽ tiến hành nhanh luôn. Ở đây nè, mình sẽ kết nối vào cái sàn DexAMM. Đầu tiên chúng ta muốn kết nối vào, chúng ta sẽ vào cái này, chúng ta bấm connect ví ha. Ở đây mình đã kết nối rồi nè. Mình nếu mà chưa kết nối anh chị sẽ bấm kết nối ví vào là bấm xong ha. Rồi chúng ta sẽ tiến hành vào chỗ này nè, deposit vào ha. Chúng ta deposit tiền vào cái DexAMM này. Rồi ở đây chúng ta deposit max luôn ha, maximum luôn. Rồi. Rồi ở đây nó yêu cầu chúng ta xác. Rồi đợi một xíu đi. Mình sẽ deposit vào gần hết thôi. 549 ha, mình sẽ deposit vào 549. Ok. Rồi ở đây mình bấm allow nè ha. Nó sẽ chuyển cái tài sản của mình khoảng 5.000 đô này vào sàn NIA. Vào cái sàn, không phải sàn NIA, vào cái sàn DexAMM trên cái platform NIA, trên cái blockchain NIA protocol. Rồi ok. Sau khi có rồi thì Đức đã có NIA ở trong này ha. Mình đã chuyển vào trong này, chúng ta sẽ tiến hành qua swap. Rồi, NIA thì nó sẽ mặc định chuyển cho anh chị thành WNIA ha, giống như BNB thành WBNB á. Còn cái đồng HT á, thì nó sẽ chỉ thành WHT, anh chị cứ hiểu năm nay đi. Rồi mình đây 551 mình chia đôi ha. Mình sẽ mua một nửa đúng không anh chị? 551 một nửa là bao nhiêu anh chị? 551 ha. Rồi chúng ta mua một nửa đi. Chia 2 đúng không? Chúng ta sẽ mua 275 ha. 275, 275 NIA để mình chúng ta đổi thành REP Finance ha. Ok, chúng ta bấm swap nè. Chúng ta đổi thành REP. Rồi chúng ta allow. Sàn này chạy khá là nhanh anh chị ha. Mình trải nghiệm thì sàn này khá là nhanh, nó giống như hệ sinh thái Phantom luôn á, chạy rất là nhanh. Rồi chúng ta sẽ vào view cái pool ha, chúng ta coi giữ một vòng ha. Rồi cái pool này phí là 0.4% nè, TVL 22 triệu đô nè, ok nè. Rồi mình sẽ coi cái profit của nó, farm đi. Mình coi cái nào cái API out thì mình sẽ sử dụng cái cặp đó chúng ta để farm. Hiện tại cái cặp này là thanh khoản tốt nhất là 20 22 triệu đô nè. Rep WNIA đúng không? Cái API 212 rồi. Cặp này nè, OCT NIA là 129%. Cặp Skyward NIA nè, 69 145 143 100. Rồi mấy cái pool dưới này thì kết thúc rồi. Ok, mình sẽ tiến hành vào chỗ này stake ha. Chứ stake thì chúng ta sẽ tiến hành ép thanh khoản. Thì chúng ta vào pool nè. Do liquidity nè. Ép thanh khoản ha. Rồi chúng ta vào cặp này.
Ở đây chúng ta tiến hành add thanh khoản nè. Chúng ta chọn maximum cái đồng này, chọn max này cũng được. Bên này sợ nó sẽ không đủ, Đức sẽ chọn max của rep ha, tại vì near mình sẽ mua dư mà, near mình dư mà. Ok, mình sẽ chọn max của con rep final. Và chúng ta hành add thanh khoản nè. $5,000 rồi, ở đây allow nè. Cái phí đó, phí là 0.10 mấy near á. Rồi. Mình tiến hành add ha. Mình add rồi. Ok. Rồi tốn chúng ta sẽ tiến hành vào đây farm nè. Chúng ta vào đây stake ha. Đây nó có 17 nè, chúng ta vào ha, mát luôn. Sàn này chạy rất là ok ha, hệ sinh thái near, cái lock cái lock phone mà chạy rất là nhanh, mình rất là thích. Mình sẽ tính cho mọi người cái một ngày mình sẽ nhận được bao nhiêu tiền ha. Cái tiền đúng không, chúng ta là 212% một năm đúng không, 212 là chúng ta chia cho 365 ngày, một ngày 0.33 đúng không, vậy chúng ta nhân ha, nhân cho $5,000 một 0.33 0.33 nè, chia 100 nè, nhân cho $5,000 nè, một ngày mình sẽ nhận về khoảng $16 anh chị ha, khoảng $16 giá trị nia ha, rất là ok. Rồi ở đây có cái mục là claim cho mình nhận thưởng nè, cái là in stake nè, cái stake thêm nè. Đó, mình sẽ file ra, mình sẽ nhận thưởng ra cái đồng rep nè anh chị ha. Đây. Reward mình là cái đồng rep ha. Rồi mình cái bước rồi mình hướng dẫn mọi người farm rất là nhanh, cái thao tác farm nó chỉ tính bằng giây thôi anh chị, rất là nhanh luôn. Còn về cơ bản là anh chị muốn chuyên sâu thì anh chị vào trong cái web của team, anh chị đọc thêm rep final là cái gì nè, nó có hết trong này. Video mình sẽ làm cái video review cái sàn là Niro Toko sau, và về cái hệ sinh thái Niro Toko sau, cái sàn Red Finance này mình sẽ review cho mọi người sau ha. Nãy mình nói là sàn Niro là không đúng, Niro Toko, cái platform Niro Toko, và cái sàn Red Finance là sàn Dex AMM trên nền tảng của thằng Niro này thôi, sàn lớn nhất. Rồi hy vọng cái video này giúp cho anh chị có thể tạo ra cái nguồn thu nhập thụ động cho mình là một ngày $20 đúng không, ngày $16 cao chứ anh chị, một ngày $16 là đâu đó cũng phải vài trăm nghìn rồi đó. Rồi chúng ta nếu mà chúng ta vốn lớn chúng ta có thể là farm nhiều hơn, thì ở đây Đức chỉ trải nghiệm cho mọi người $5,000 thôi ha. Rồi hy vọng cái video này mang lại giá trị cho anh chị, thì anh chị hãy like, hãy subscribe kênh để giúp cho team Tiền Thực Toán Capital và Tiền Thực Toán Venture ra những cái video ý nghĩa hơn cho mọi người. Rồi chúc mọi người một ngày tốt lành. Bye bye.